Trúc và Phương Hiếu xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với kênh mua sắm qua truyền hình V-Shopping với những sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc. Và có lẽ lần đầu tiên trên sóng truyền hình chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một không gian mua sắm với những sản phẩm uy tín, chất lượng. Bên cạnh đó còn chia ra từng chủ đề trong cuộc sống để chúng ta cùng tham khảo nữa. Vậy thì chắc chắn là quý vị đang chờ đợi ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến vấn đề gì của cuộc sống. Xin thưa rằng đó là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Giấc ngủ thưa quý vị. Khi nói đến giấc ngủ thì Ngọc Trúc nghĩ đến điều gì nè? Giấc ngủ chắc chắn là một cái khoảng thời gian để mình có thể phục hồi tất cả những cái phần năng lượng của mình sau một ngày mệt mỏi, đúng không? Rất là quan trọng. Quý vị có bao giờ nghe đến cụm từ là giấc ngủ dài và giấc ngủ sâu chưa ạ? Nếu một giấc ngủ dài mà ngủ không đúng cách, nằm không đúng tư thế thì sao? Sinh ra rất nhiều những phiền toái, ví dụ như là chúng ta sẽ bị đau cái phần cổ nè. Đúng rồi. Chúng ta có hiện tượng trằn trọc thâu đêm không có ngủ sâu giấc. Vậy thì làm cách nào để chúng ta giải quyết những vấn đề nhức nhối đó? Ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một trong những nhân vật điển hình giúp chúng ta dễ dàng ngủ sâu hơn, đó chính là chiếc gối cao su non đến từ thương hiệu Rim Design, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp 100% từ Hàn Quốc. Vâng ạ, thưa quý vị, và với chiếc gối nằm như thế này được làm 100% từ cao su non. Đúng vậy. Và đặc biệt hơn hết là được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc thì chắc chắn rằng là sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là nhiều trong cái việc là nâng niu giấc ngủ của mỗi người, đúng không nào? Đặc biệt hơn, thiết kế của chiếc gối cao su non này sẽ nói lên tất cả. Quý vị cũng thấy là nhìn thoạt ở bên ngoài nó không có phẳng giống như là chiếc gối mà chúng ta nằm thông thường. Ngày hôm nay khi mà sở hữu sản phẩm này với một mức giá tôi cho rằng quý vị cũng giật mình, chỉ với 1.139.000 đồng thôi. Dĩ nhiên chúng ta đầu tư một lần nhưng sử dụng lâu dài là một khoản đầu tư rất hời thưa quý vị và các bạn. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng đến với những chi tiết của chiếc gối cao su non này. Với chất liệu cao su non thì sao, thiết kế của nó chúng tôi xin mời quý vị cùng xem nha. Thiết kế của chiếc gối này lồi lõm nhiều khoảng khác nhau. Ngay bây giờ Hiếu sẽ cầm trên tay của mình một chất liệu cao su non của chiếc gối khi được mở ra nha. Tại vì sao gọi là chất liệu cao su non? Cao su non 100% là một chất liệu không hề pha tạp chất vào trong đó thưa quý vị và các bạn, biến sản phẩm này trở thành một trong những chất liệu cực kỳ nhẹ, không có những khoảng hở để vi khuẩn hay là nấm mốc có thể di chuyển vào. Bên cạnh đó sẽ trở lại trạng thái ban đầu ngay lập tức khi mà có ngoại lực tác động vào. Ví dụ như thế này quý vị nha. À, Hiếu sẽ ép lại cực mạnh như thế này. Đó, rồi sau đó Hiếu sẽ buông ra. Wow, và chúng ta cùng xem nào. Wow, cao su đã dần trở về đúng ý như là hình dạng ban đầu, đúng không ạ? Mà thậm chí bây giờ Ngọc Trúc sẽ cầm đầu bên này. Dạ. Hiếu sẽ cầm bên này, chúng ta cùng dạ khoáng giống như mình giặt đồ nha. Dạ rồi, rồi vặn đúng đấy, không nào? Đó. Ok. Ai da, mà rất là dẻo mà cũng rất là chắc tay ạ. À. Ừ. Rồi, bây giờ mình cùng buông ra nha. Đây. Wow. Đây, đó, hoàn toàn quý vị thấy trở là, về không hề dáng có những đầu. Cái vết hằn hay là không đúng hề rồi. Có những cái vị trí mà bị vặn vẹo lại. Đúng chất rồi. Liệu cao su non này là một trong những chất liệu rất điển hình thưa quý vị. Nhưng mà để cụ thể hơn thì Hiếu sẽ cho quý vị thấy cái thiết kế này. Hiếu sẽ di chuyển qua bên đây để cho quý vị thấy rõ hơn những cái thiết kế đặc biệt. Khi mà nhìn ngang như vậy á, quý vị dễ dàng nhận thấy là cái chiều dày của nó, bề dày của nó lên đến là 10.5 cm. Ngoài ra nữa, với những thiết kế đặc biệt quý vị cùng xem nha. Khi mà chúng ta nằm lên, một chỗ lõm này sẽ cố gắng định hình cái phần đầu của chúng ta lại, sẽ định hình và chúng ta sẽ không có bị xê dịch khi mà chúng ta nằm. Kế bên nữa là những vị trí lồi lõm này và có những cái vị trí để massage giúp cho chúng ta lưu thông phần cổ thoải mái hơn thưa quý vị và các bạn. Đây là hai vị trí massage 1 và 2, rất là đơn giản và ấn tượng phải không nào? Và ngoài ra với chiều dài của mặt gối là 60 cm, vừa đủ cho chúng ta dù cho đang nằm như thế này, chúng ta lật ngang qua bên trái, sau đó chúng ta lật ngang qua bên phải. Và quý vị có thắc mắc là tại sao có những khoảng lõm ở đây không ạ? Rất là đơn giản thôi, chính là phần để chúng ta chứa cái vành tay để tránh tình trạng mà chúng ta sẽ bị gập vào và làm đau cái vành tay của chúng ta khi ngủ. Chính vì làm đau vành tay chúng ta cũng dễ dàng thức giấc hàng đêm nữa thưa quý vị và các bạn. Thiết kế quá một là thông minh. Chính xác, với chất liệu cao su non này quý vị cùng xem, Hiếu sẽ dùng lực của mình ấn trực tiếp xuống và in hẳn 5 dấu tay ở trên chiếc gối này. Nhưng sau đó thì như thế nào quý vị cùng xem nha. Đây, 1, 2, 3. Wow, và chúng ta cùng xem nào. Rất là mạnh xuống phải không ạ? Rồi, bây giờ Hiếu sẽ mở tay của mình lên, quý vị cùng xem nha. Và cao su đang dần trở về vị trí ban đầu rồi kìa. Quý vị thấy như thế nào ạ? Giống như là có một cái điều kỳ diệu trong chiếc gối này. Tại vì làm từ chất liệu 100% là cao su non thưa quý vị và các bạn. Không dừng lại ở đó đâu, với tính năng đàn hồi cực kỳ tốt này sẽ giúp cho quý vị và các bạn đảm bảo cái phần da đầu nè, cái phần cổ của chúng ta nè, từ đây xuống cái phần gáy sẽ êm ái và dịu dàng, từ đó mà chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Và chưa dừng lại ở đó nha, ngay lập tức chúng tôi sẽ minh chứng cho quý vị thấy với chất liệu cao su non 100% nguyên chất. Ở đây Hiếu có một quả trứng gà. Theo Trúc thì quả trứng gà này nó có dễ bể không? Chắc chắn là nếu mà anh Hiếu chưa luộc thì sẽ rất là dễ bể. Sẽ đặt trực tiếp vào một trong những vị trí, đó chính là cái vị trí cổ. Chúng ta sẽ di chuyển sát xuống cái phần gối mà chúng ta nằm. Cổ ở đây ta sẽ có một cái lỗ thông này, quý vị cũng biết, dễ dàng để thoáng hơi hơn. Sẽ đặt ngay vị trí này nha. Đây, đặt ngay giữa, giống như là vị cổ chúng ta đặt vào. Hiếu sẽ ép vào nha, dùng hai tay lực thật mạnh. Wow, một thí nghiệm rất là nặng đô. Đây. Ai da. Thậm chí
đó yếu đè vô đó mà bây giờ tên, em mạnh tay quá mà em sợ thiệt sự. Wow, hay quá. Để quý vị tin chắc rằng đây chính là quả trứng mà nãy giờ chúng tôi ép, thì sẽ trồng cái chén ra đây để cho quý vị cùng xem sẽ làm món trứng chiên như thế nào nha. Đây. Oh, wow. Quý vị thấy không ạ? Đây chính là quả trứng mà chúng tôi vừa ép, rõ là với chất liệu cao su non đã không làm cho quả trứng bị bể đi như là cách mà chúng ta vẫn tưởng tượng. Đây là quả trứng sống hoàn toàn quý vị nha, chứng tỏ rằng chất liệu cao su non đã đem đến chúng ta một trong những chất liệu rất là tuyệt vời. Và như vậy là quý vị thấy là vừa rồi là Phương Hiếu làm rất là nhiều những thí nghiệm, là quý vị nhìn thì có vẻ là dễ như thế thôi, nhưng mà lúc nãy khi mà Ngọc Trúc sờ vào trong gối lúc mà vặn đó, quý vị có để ý rất là nặng tay quý vị, cái phần cao su á, kết cấu nó rất là chắc chắn luôn. Và với cái kết cấu mà quý vị thấy rằng là cấu trúc của chiếc gối quá là tuyệt vời đúng không ạ? Có những cái nốt để mình có thể massage phần cổ của mình khi mà mình nằm nè. Bên cạnh đó thì mình khi mà xoay bên này hay là xoay bên kia, cái phần tai á, đặc biệt là quý vị thấy tai của Trúc là cái tai vào đây đúng không? Nó dựa vào vị trí này. Cái tai dảnh nè. Cái tai này ngủ một lúc nào cũng đau chắc chắn. Nó không có sát vào đây như mọi người mà cứ dịnh ra, cho nên là chú ngủ hay bị đau lắm. Đó. Hồi nãy thấy cái gối này thích quá, có khi nào mình phải mua về để mình ngủ, tại vì nó bảo vệ cái phần tai đúng của rồi. Mình. Cả hai bên, dù cho lăn bên trái hay lăn bên phải đều có cái vị trí để chịu cái phần lỗ tai của chúng ta. Và khi đó thì sao, chúng ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn quý vị và các bạn nha. Bây giờ nãy giờ là mình ép trứng rồi đúng không? Giờ ép gì nữa nè? Mình hành hạ chiếc gối mình chút xíu nữa bằng một cái thí nghiệm khác quý vị nha. Chúng sẽ đặt chiếc gối trực tiếp xuống nền này. Rồi. Và đây, Hiếu sẽ đặt trực tiếp xuống đây quý vị nha. Và tiếp theo, Hiếu sẽ dùng một cái ly nước. Rồi, Trúc sẽ đặt ly nước xuống. Đặt đây. Ở đây hả? Chính xác. Rồi, một bên đã có nước rồi, bây giờ Trúc ơi đưa anh trái bưu linh. Rất là nặng. Hình như là trái nặng nhất hay gì đây? Chính xác, với dân sành trái bưu linh như Phương Hiếu, đây là trái bưu linh 9kg thực vị, trái nặng nhất. Cùng xem nha. Rất là hồi hộp quý vị ơi, cùng xem nè. Wow, Phương Hiếu hay quá. Chiếc ly không hề xi xiển, không hề bị đổ. Bây giờ Hiếu sẽ cầm chiếc ly và mở lên cho quý vị thấy. Chúng ta không hề dán gì cả, mà chúng tôi chỉ đặt chiếc ly lên mà thôi. Chứng tỏ một lần nữa đó chính là với chất liệu bằng cao su non, thì đặc biệt là chất liệu cao su non của chúng ta đang hồi cực tốt, giúp cho giấc ngủ chúng ta ngày càng êm ái hơn, thưa quý vị và các bạn. Rõ ràng là với những chiếc gối thông thường, nếu như mình bỏ trái bưu linh mà không cần phải trái bưu linh nặng như vậy nữa, chỉ cần là một cái vật thể nào đó hơi có sức nặng một xíu thôi, chắc chắn là nó sẽ nảy lung tung và nó làm đổ ly nước của mình rồi. Và bây giờ quý vị cùng xem nè, rõ ràng là đây là màu sắc của chất liệu cao su non 100% nguyên chất quý vị nha. Như vậy thì lợi thế của cao su non 100% là gì? Không có ẩm mốc mối mọt nó len lỏi vào ở bên trong, tại vì nó hoàn toàn đặc, thưa quý vị. Và như vậy ngoài việc chất liệu cao su non thì chúng tôi còn mang đến cho quý vị một sự thẩm mỹ hơn. Dĩ nhiên gối thì phải có vỏ gối đúng không nào? Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay không chỉ một vỏ gối mà có đến hai vỏ gối dành cho sản phẩm này, thưa quý vị. Và đây chúng sẽ cho quý vị cùng xem cái hoa văn đầu tiên là một cái hoa văn được dập chìm rất là sang trọng như thế này đây. Và vỏ thì hoàn toàn là bằng cô tông nha quý vị nha, cô tông 100% rất là êm và mềm. Bây giờ Ngọc Trúc áp thử lên trên mặt. Mềm mại ha. Mềm mại và rất là êm ái luôn. Mà Ngọc Trúc tin chắc rằng á, một chiếc gối với một cái chiếc vỏ gối như thế này á, mình ngủ sẽ rất là ngon giấc và thậm chí là không muốn rời giường luôn đó. Rồi, đây là cái hoa văn đầu tiên ha. Và hoa văn thứ hai thì đây, với một hoa văn hơi khác một chút xíu, đó chính là hoa văn dập nổi. Và với một cái hoa văn dập nổi vô cùng trẻ trung và năng động như thế này, đây, Ngọc Trúc thiết nghĩ là phù hợp với rất là nhiều những gia đình. Và đặc biệt là với những cái gờ như thế này nè, khi mà mình nằm lên cảm giác như là làn da của mình cũng được massage vậy đó. Thích lắm luôn ạ. Và cái bây giờ thì Phương Hiếu sẽ có một cái vinh dự là được trải nghiệm đầu tiên chiếc gối cao su non 100% nâng đỡ đốt sống cổ, quý vị cùng xem như thế nào nha. Trúc ơi, mình qua đây nha. Đây, Trúc thì chỉ đứng nhìn thôi. Rồi, bây giờ mời anh Hiếu nằm lên nào. Rồi, ok. Phương Hiếu sẽ nằm xuống cho quý vị cùng xem nha. Rồi. Cái phần gờ nó nâng đỡ cái phần cổ của phần vai, nó không hề cảm thấy bị hụt cái vai, cho nên cái vị trí đốt sống cổ lúc này đang được cố định lại, thưa quý vị, không hề bị siêu vẹo nè, dẫn đến tình trạng là chúng ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn để có một giấc ngủ sâu. Còn bây giờ Ngọc Trúc mới Hiếu làm gì nè? Rồi bây giờ mình Hiếu nghiêng sang bên phải xem nào. Nghiêng sang bên phải là cái vành tai cứng lên đúng không? Đúng đó, rồi. Nghiêng sang bên phải. Nhưng sang bên phải lúc này thì Hiếu cảm nhận là tự nhiên cái vành tai của mình nó không có bị cấn như cách thông thường nữa, thưa quý vị. Nó lọt thỏm vào trong cái vị trí thiết kế rất là đặc biệt và tinh tế của sản phẩm chiếc gối cao su non 100% này. Rất là êm ái luôn ạ. Thoải mái vô cùng, thưa quý vị. Là tuyệt vời luôn. Rồi
Và Ngọc Trúc để ý thấy là ngoài cái phần mà vành tai của mình đó thì hình như cái phần vai phải của anh Hiếu á cũng cử động rất là thoải mái đúng không? Bình thường mà mình nghiêng sang phải là thường vai của mình sẽ bị ép vô người vậy nè. Trúc có biết là Hiếu không có cảm nhận luôn á, tại vì sao nằm qua cái tự nhiên nó vô khớp luôn hả? Hiếu quên mất để ý cái phần vai của chúng ta. Nếu mà cách thông thường mà chúng ta nằm, quý vị biết là tay chân chúng ta là mạch máu nó chảy đều hết đúng không nào? Đúng rồi. Khi mà bất cứ vị trí nào bị co, bị ép lại á thì máu sẽ lưu thông không có đều. Chính vì điều đó mà dễ dần dần đến tình trạng những chiếc gối thông thường á chúng ta sẽ bị tê cái phần tay này đi do máu nó không lưu thông đều. Nhưng bây giờ khi nằm ở đây á không hề cảm thấy bị bí bách cái phần tay này, thưa quý vị và các bạn, rất là tiện ích luôn quý vị ạ. Bây giờ một lần nữa là quay sang bên ngược lại nè. Đó. Vô khớp, vô khớp. Trời, vô khớp luôn, không cần phải gọi là khớp lệnh đó. Quá tuyệt vời, là tuyệt vời luôn. Chính như xác. Vậy thì thôi, còn chút cảm giác giờ là anh Hiếu muốn ủ nhắm mắt luôn vậy anh. Dạ rồi, quý vị ơi. Và chúng ta thấy rằng là rõ ràng một chiếc gối như vậy khiến cho anh Phương Hiếu nằm lên và cảm thấy rất là thoải mái. Đúng đặc vậy. Biệt là khớp hoàn toàn với lại chiếc gối như thế này luôn. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại sân khấu chính quý vị nha. Thưa quý vị, như vậy là rõ ràng ngày hôm nay chúng tôi đã mang đến cho quý vị và các bạn không chỉ là một trong những giải pháp cực kỳ lý tưởng để dành cho những ai xin thưa rằng không, không ai là không cần cả. Tất cả mọi người. Chính xác, từ các em nhỏ nè đến các thanh thiếu niên nè, đến những người trưởng thành, đặc biệt là ông bà cha mẹ chúng ta, ba bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể của con người mà chúng ta cần gìn giữ đó chính là não, tim và cột sống, thưa quý vị. Và chưa kể là ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị một chiếc gối như thế này, vừa có thể là bảo vệ cột sống nè, mang cho chúng ta một giấc ngủ sâu ngon và khiến cho chúng ta có nhiều năng lượng hơn sau một giấc ngủ tuyệt vời đúng không nào. Và đặc biệt là sau mức giá mình nghe qua 1.139.000 đồng thì có vẻ cao cho một chiếc gối đúng không ạ? Tuy nhiên là quý vị thử tính mà xem, ít nhất là chúng ta có thể sử dụng một chiếc gối này trong vòng 2 năm. Vậy thì để giảm những cái triệu chứng thường gặp của rối loạn giấc ngủ khi mà chúng ta ngủ không đúng cách, ngủ sai tư thế thì chúng ta không phải thức giấc nhiều lần, không phải ngáy to, nghẹt thở, thở hổn hển nữa, không còn mộng du hoặc là nói chuyện khi ngủ, hay là chúng ta không còn cảm giác bị tê khi thức dậy, hoặc là chúng ta nếu mà vướng phải tình trạng khó tập trung hoặc là suy giảm trí nhớ thì giải pháp của chúng ta ngày hôm nay đánh tan những lo toan này đi, đó chính là sản phẩm quá tuyệt vời thưa quý vị, gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Rim Design, sản phẩm được nhập khẩu và sản xuất trực tiếp từ Hàn Quốc. Với ruột gối là bằng cao su non, vừa dẻo dai vừa đàn hồi tốt. Bên cạnh đó, vỏ ngoài là bằng 100% cô tông thoáng mát, có đến 2 vỏ gối cho quý vị và các bạn thay đổi nhau quý vị nha. Bên cạnh đó thì sao nữa ạ? Với gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Rim Design, giúp nâng đỡ đốt sống cổ khi nằm, một trong những vị trí quan trọng của cơ thể, đem đến giấc ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn và thoải mái hơn, và đó chúng ta có thêm nhiều sức khỏe hơn. Và xin nhắc lại, mức giá ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn là một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Chiếc gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Rim Design sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc chỉ có 1.139.000 đồng thôi, thưa quý vị và các bạn. Hãy trở thành một người nội trợ thông thái, hãy trở thành một người vợ quan tâm gia đình, hãy trở thành một người đàn ông lo cho gia đình để có thể mang về cho con của mình, cho chính mình và cho ba mẹ của mình một sản phẩm vì sức khỏe, đó chính là sản phẩm chiếc gối cao su non ngày hôm nay. Đơn giản thôi, số điện thoại của chúng ta phải không? Hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi theo số tổng đài ở số 0839646699. Chúng tôi sẽ giao hàng ngay và tận nơi cho quý vị trong thời gian sớm nhất nha. Nếu bạn có một giấc ngủ tốt thì bạn chắc chắn có thể cảm nhận được chất lượng của nó. Hãy tự cảm nhận cơ thể mình mỗi sáng thức dậy, bạn cảm thấy tràn đầy sức sống và không bị liên tục lờ đờ buồn ngủ vào buổi chiều thì có nghĩa rằng đêm qua bạn đã có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng giấc ngủ ngon cũng có những tiêu chuẩn chung của nó, bao gồm 2 yếu tố: ngủ sâu và đủ giấc. Người trưởng thành cần ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày, trong khi đó thời gian ngủ của trẻ em và thanh thiếu niên sẽ nhiều hơn là 10 cho đến 12 tiếng. Và ngủ đúng tư thế sẽ giúp ích việc cải thiện các bệnh lý như người lớn tuổi, người hay dùng điện thoại di động, nhân viên văn phòng, người hay lái xe. Gối cao su non hỗ trợ cột sống cổ Dream Design được tạo ra từ 100% cao su non thiên nhiên với các thiết kế đặc biệt, độ mềm hoàn hảo, giúp nâng đỡ cổ một cách hữu hiệu, tạo tiếp xúc đều phần cơ thể giữa phần đầu, gáy và cổ, giúp giải tỏa các điểm áp lực, mang lại cảm giác được nghỉ ngơi, thư giãn và giấc ngủ ngon và khởi đầu ngày mới thật sảng khoái. Nữa, với hàng trăm lỗ thông hơi trên bề mặt, gối giúp không khí đối lưu, thoáng mát và dễ chịu khi nằm.
với đặc tính dẻo và độ đàn hồi tốt của cao su non. Gối cao su non hỗ trợ cuộc sống cổ dream design, mềm êm, bên trong có hàng ngàn khoang rộng nhỏ li ti, làm cho không khí có thể lưu thông dễ dàng bên trong, giúp người dùng không bị nóng bức, đổ mồ hôi khi nằm lâu vào mùa hè. Nếu như với những chiếc gối bông thông thường, chúng ta nằm lâu ngày sẽ bị xẹp lún, thấp hơn não, không cân bằng, gây ra tình trạng mất ngủ, dễ dẫn đến cáu gắt và mệt mỏi. Gối cao su non hỗ trợ cuộc sống cổ Dream Design hoàn toàn khắc phục được những khuyết điểm này. Loại gối này siêu đàn hồi. Chính độ đàn hồi cao đã giúp gối không bị xẹp lún khi sử dụng, giúp người dùng có giấc ngủ dài và sâu, không bị mệt mỏi khi thức giấc. Gối cao su non Dream Design giúp việc ngủ sẽ đúng tư thế hơn, từ đó giúp cuộc sống cổ của bạn không bị gập, không mỏi cổ, mỏi vai, hạn chế các bệnh về vùng cổ vai gáy, giúp khí quản dễ lưu thông, giấc ngủ ngon hơn, mang lại những lợi ích cho sức khỏe và tinh thần. Gối cao su non hỗ trợ cuộc sống cổ Dream Design làm từ 100% cao su non, độ đàn hồi cao, không quá cứng, nâng đỡ cổ và vai rất tốt, chắc chắn sẽ giúp bạn có một giấc ngủ thoải mái nhất. Ngoài ra, áo gối với chất liệu vải 100% cô tông, thấm mồ hôi, dễ dàng cởi bỏ nên rất thuận tiện cho việc giặt giũ. Đặc biệt, gối cao su non hỗ trợ cuộc sống cổ Dream Design phù hợp với từng độ tuổi. Gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Dream Design, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Khả năng siêu đàn hồi, độ bền cao, nâng đỡ đốt sống cổ khi nằm, đem đến giấc ngủ ngon, ngủ sâu và thoải mái. Gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Dream Design, giá ưu đãi trên V-Shopping chỉ 1.139.000 đồng. Gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Dream Design, rút gối 100% cao su non, dẻo dai siêu đàn hồi. Vỏ ngoài là bằng 100% cô tông thoáng mát, thiết kế nâng đỡ vùng cổ. Gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Dream Design, cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh mua sắm qua truyền hình V Shopping. Và ngày hôm nay một lần nữa xin được nhắc lại sao ạ, tầm quan trọng của giấc ngủ đúng không nào? Exact. Nếu như mà chúng ta đã có một giấc ngủ đủ và ngủ đúng tư thế rồi thì chắc chắn rằng là ngày hôm sau chúng ta sẽ xuất hiện tràn đầy năng lượng, xinh đẹp. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho quý vị một giải pháp cho giấc ngủ, đó chính là chiếc gối cao su non 100% được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc đến từ thương hiệu Dream Design thưa quý vị. Chính xác. Đặc biệt hơn, cái công dụng của nó là nâng đỡ đốt sống cổ của chúng ta, thì đây chính là một trong những giải pháp để chúng ta giải quyết đi những vấn đề đó, giúp cho giấc ngủ ngon và sâu hơn thưa quý vị và các bạn. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ được nhắc lại là làm từ 100% cao su non quý vị và các bạn nha. Vậy thì cao su non cụ thể như thế nào quý vị cùng xem nha. Đây chính là sản phẩm của chúng tôi khi đã không có cái vỏ gối ở bên ngoài. Đây chính là cao su non quý vị. Đầu tiên chắc quý vị thấy là cái màu gì mà nó vàng vàng, nó ố ố phải không nào? Đây chính là màu của cao su non 100% nguyên chất, không hề pha lẫn tạp chất hay là không hề xử lý cái phần làm cho trắng lên hay là không hề có hóa chất làm trong đó. Bên cạnh đó, với cao su non là sao quý vị cũng nhìn thấy là không hề có những cái lỗ hay là những cái li ti giống như những cái chất liệu thông thường khác. Chính vì vậy mà việc mối mọt, ẩm mốc hay là vi khuẩn không có xâm nhập vào bên trong được. Ngoài ra, chất liệu của cao su non còn là một trong những chất liệu cực kỳ đàn hồi thưa quý vị, quý vị cùng xem nha. Tôi sẽ bẻ lại như thế này. Đó, ép chặt lại. Đó, dùng tay ép chặt lại. Quý vị thấy không ạ? Rõ ràng đang ép chặt đúng không? Vậy hãy buông ra nha. Đây.
quay trở về vị trí cũ luôn à. Wow, rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà quý vị dễ dàng hoàn toàn yên tâm trong việc mà chúng ta nằm ngủ, dù nằm trong tư thế nào, chỉ đúng vị trí đó sẽ nâng đỡ cái vị trí, ví dụ như là đốt sống cổ nè, phần mặt nè, phần vành tai nè, rất là tiện lợi trong giấc ngủ của chúng ta. Ngoài ra những cái thiết kế rất là đặc biệt, quý vị cùng xem nha. Đây là vị trí mà cổ chúng ta sẽ đặt lên à. Khi mà vị trí cổ đặt lên sẽ có 4 vị trí massage, 1, 2, 3, 4, giống như là những vị trí để massage và ấn vào huyệt của chúng ta vậy. Chúng ta dễ dàng ngủ hơn. Bên cạnh đó quý vị cùng xem, ở giữa là một cái vị trí rảnh à, có cái phần thoát thoáng như thế này. Vị trí này sẽ giúp cho phần cổ của chúng ta thông thoáng hơn. Ngoài ra với vị trí cố định của phần đầu, chúng ta có thể là thiết kế lõm ở phần này sẽ giúp cho đầu chúng ta nằm gọn ở đây. Khi mà chúng ta nằm xoay trái hay xoay phải thì cái vành tai chúng ta được tựa vào đây, mang đến một giấc ngủ thật là thoải mái và cái vành tai không có bị đau nữa. Cái bề ngang của chiếc gối của chúng ta là 60 cm, là một trong những cái bề ngang rất là phù hợp và lý tưởng của chiếc gối. Bên cạnh đó có bề dày của chiếc gối của chúng ta hai bên phần này, đó chính là 10.5 cm, là một kích thước chuẩn để khi mà chúng ta nằm xoay ngang sẽ vừa với phần vai của chúng ta, mang đến giấc ngủ thật là êm ái và dễ dàng. Với những cái thiết kế như là Ngọc Trúc rất là thích cái phần mà vành tai đó, khi mà mình nghiêng qua nghiêng lại thì cái tai của mình không có bị đau, và như thế nó cũng sẽ là một trong những nguyên do khiến cho giấc ngủ của chúng mình tuyệt vời hơn nữa. Chính xác, một trong những điều mà chúng tôi hoàn toàn tự hào đó chính là chất liệu cao su non 100%. Với chất liệu này, chiếc gối chúng ta khi mà ép chặt lại một quả trứng gà ở bên trong thì khi mở ra quả trứng gà không hề bị bể, chứng tỏ rằng là chất liệu cao su non dù cho bị ép chặt thì cái độ đàn hồi của nó cực kỳ tốt. Quý vị cũng thấy là trứng gà khi đập đi rõ ràng là một cái trứng sống phải không nào? Hoàn toàn không phải là một cái trứng luộc nha. Và tiếp theo nữa, dù cho một bên đặt một ly nước, một bên là một trái bu linh thật là nặng lên đến 9 kg, thưa quý vị, khi mà buông trái bu linh từ khoảng cách 1 mét trở xuống thì để xem như thế nào. Wow, rất là ấn tượng phải không? Ly nước không hề bị ngã, bị xê dịch, chứng tỏ rằng dù là bất kỳ vị trí nào trên chiếc gối của chúng ta bị ép chặt xuống thì các vị trí còn lại vẫn không hề chênh lệch đi. Chính vì vậy dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn. Quá là tuyệt vời luôn ạ. Và bên cạnh đó thì khi mà quý vị sở hữu một chiếc gối cao su non 100% đến từ thương hiệu Dream Design thì chắc chắn không thể thiếu đó chính là vỏ gối. Đúng rồi. Đầu tiên đó chính là một chiếc vỏ gối với thiết kế hoa văn in chìm như thế này. Đúng vậy. Một cái thiết kế hoa văn rất là sang trọng và đẹp mắt thưa quý vị. Đây, 100% là cô tông. Với chất liệu 100% là cô tông thì thấm hút rất là tốt. Bên cạnh đó thì làm sao ạ? Hoàn toàn có thể là nâng niu làn da của mình. Đây, như mà Ngọc Trúc áp vào trên mặt luôn. Cảm thấy rất là thích luôn á. Đây. Đây chính là chiếc vỏ gối đầu tiên đúng không nào? Và đúng tiếp rồi. Theo chúng ta còn một chiếc vỏ gối nữa với một hoa văn hơi khác một chút xíu, đó chính là hoa văn dập nổi. Và với một cái hoa văn dập nổi vô cùng trẻ trung và năng động như thế này. Đây, Ngọc Trúc thiết nghĩ là phù hợp với rất là nhiều những gia đình. Thì đúng khi rồi. Mà sau một ngày mình mệt mỏi như vậy nằm một chiếc gối như thế này rất là thích luôn ạ. Cái đúng phần rồi. Vỏ gối bằng cô tông như thế này thì thấm hút rất là thoáng mát và đặt ở trên da thì hoàn toàn là an tâm, bởi vì an toàn với làn da của mình ạ. Đúng vậy. Và việc mà chúng ta mặc vỏ gối vào cho chiếc gối này cực kỳ đơn giản, thưa quý vị, vì thấy ngoài sau có một phần dây kéo của hai cái vỏ gối luôn, chúng ta chỉ cần kéo phần dây kéo ra là chúng ta mặc vào được rồi. Chẳng những vậy, chúng tôi còn kỹ lưỡng đến mức độ ở bên trong của cái ruột cao su non này còn có thêm một cái lớp lót nữa để giúp cho cái phần cao su non chúng ta vệ sinh hơn và sử dụng được lâu hơn, thưa quý vị và các bạn, rất là tiện lợi phải không nào? Quá là tuyệt vời luôn ạ. Và Ngọc Trúc thiết nghĩ rằng là cái chiếc gối cao su non 100% đến từ Hàn Quốc này đó, đó là một món quà rất là ý nghĩa và rất là tinh tế. Đúng rồi. Và bây giờ thì quý vị cũng thấy là Ngọc Trúc sẽ được trải nghiệm trực tiếp chiếc gối này thay vì Phương Hiếu đã trải nghiệm lúc nãy. Mời Ngọc Trúc ở bên đây nha. Rồi đây. Bây giờ thì lúc nãy là thấy anh Hiếu được nằm lên trên gối là mình rất là ganh tị rồi. Cho nên là bây giờ là rất là muốn được nằm lên để đúng trải rồi. Nghiệm. Và bây giờ Ngọc Trúc sẽ nằm xuống nha và nói cho anh Phương Hiếu cũng như là quý vị khán giả biết cảm nhận như thế nào nào. Đầu tiên là nằm xuống một cái là mình cảm thấy là thoải mái ngay lập tức ạ. Bởi rồi. Vì sao ạ? Mình không có cần phải cố chỉnh sửa để chính cơ xác. Thể của mình phù hợp với cái gối. Chính xác. Tất cả mọi thứ dường như là ăn khớp rất là hoàn giống toàn với nhau. Giống như đôi đi đóng giày phải không? Chính xác luôn ạ. Và chút cảm tưởng là nếu như mà mình ngủ một tư thế này, tại vì có những người có thói quen là ngủ không có xoay trở. Chính xác. Đó, thì kể cả là mình nằm một cái tư thế này cả đêm thì cũng vẫn rất là thoải mái, bởi vì cái phần cột sống của mình được bảo vệ rất là tuyệt vời. Đúng ạ. Rồi. Bây giờ thử cửa quậy xem là có cảm nhận được các vị trí massage không? Có. Đó. Giống như là mình vừa ngủ mà có người massage cổ của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như có kỹ thuật viên massage vậy đó ha. Rất là dễ dàng phải không? Di chuyển qua lại nữa. Thì Trúc thấy là cái phần đầu của mình á nó có bị xê dịch không? Không, rất là êm ái. Đây rất là êm đó. Ái, rất là tuyệt vời luôn ạ. Thích lắm. Dạ. Bây giờ nha, tiếp theo một thử thách cho Ngọc Trúc là chúng ta sẽ bắt đầu nghiêng qua bên phải xem nào. Nghiêng qua bên phải. Giống như chúng ta nằm mà chúng ta lăn á. Cái... Ai da. Ủa ai da là sao ạ?
là rất là thích luôn. Tức là tất cả những cái phần nè, đặc biệt là phần vai nè đó. Rồi, bình thường á, Trúc nằm nghiêng á là Trúc hay bị ép vai lắm, cho nên là Trúc không có thói quen là nằm nghiêng đúng đâu. Rồi, thường là nằm ngửa không à. Khoảng cách là nó vừa cái vai của Ngọc Trúc nè, có bị đúng thấy rồi. Không ạ? Đó. Đấy, nằm như thế này đó thì đã cảm thấy là rất là thoải mái nè, cái tay mình còn có thể đưa lên đưa xuống nữa đấy. Làm qua bên trái xem nào. Dạ. Đó, nằm qua. Đó, thậm chí là cả việc mà Ngọc Trúc đeo một cái headset như thế này để mà khi mà chúng tôi phục vụ cho công tác ghi hình á thì vẫn không hề bị cấn khi mà cái vành tai này úp ngược xuống dưới mặt gối tại cái vị trí thiết kế lõm ở trên mặt gối, thưa quý vị, rất là tiện lợi phải không nào. Như vậy thì rõ ràng từng cái thiết kế tinh tế sẽ mang lại cái trải nghiệm tuyệt vời nhất cho giấc ngủ của chúng ta. Dạ, thích quá luôn. Em có thể xin được giải lao 5 phút không ạ? À, thôi đừng giải lao nè. Rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại sân khấu chính của chương trình để một lần nữa muốn nói lên cho quý vị và các bạn một thông điệp rằng giấc ngủ là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng, giấc ngủ còn quý hơn vàng, thưa quý vị. Có giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu chính là có sức khỏe cho chính chúng ta. Sử dụng ngay một sản phẩm tiện ích, một sản phẩm vì sức khỏe cho chính chúng ta, cho con cái chúng ta, cho cha mẹ chúng ta, hoặc đơn giản trở thành một món quà vì sức khỏe dành tặng cho những người thân yêu của chúng ta, thưa quý vị. Nhắc lại mức giá của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay chỉ có 1.139.000 đồng mà thôi. Một mức giá đầu tư một lần sử dụng rất là nhiều năm và lâu dài, thưa quý vị và các bạn. Xin được nhắc lại các tiện ích của sản phẩm ngày hôm nay đơn giản thôi, thưa quý vị và các bạn. Giúp lưu thông khí huyết, giảm dần tiếng ngáy, đặc biệt là những ai mà chúng ta hay vướng phải cái tình trạng là ngáy to nè. Bên cạnh đó là với cấu tạo hình gợn sóng đặc biệt sẽ giúp nâng đỡ phần đầu, cổ, vai một cách tự nhiên nhất. Tiếp theo là với thiết kế tối ưu với các rãnh thoáng khí giúp cho luồng không khí lưu thông đa chiều hơn, mát mẻ, thoáng mát. Còn lại đó chính là giúp thúc đẩy sự liên kết của cột sống tốt nhất, thưa quý vị và các bạn. Những phần vành tai, những phần xương vai, xương bả vai và xương lưng sẽ không bị cấn và gối lên nhau, giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng và tiện lợi trong việc chúng ta nằm ngủ với những cái thiết kế và những cái khoảng cách lý tưởng đã được tin dùng. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay chúng tôi còn mang đến cho quý vị và các bạn những giải pháp quá là tuyệt vời với ruột gối làm từ cao su non, dẻo dai, đàn hồi tốt, vỏ ngoài là bằng 100% cô tông thoáng mát, thưa quý vị và các bạn. Ngoài ra nữa thì sẽ giúp nâng đỡ đốt sống cổ khi nằm, đem đến giấc ngủ ngon, ngủ sâu và thoải mái hơn. Và như vậy mức giá sẽ được nhắc lại một lần nữa: gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Rim Design, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với một mức giá chỉ có 1.139.000 đồng thôi. Quá là tuyệt vời, một mức giá vô cùng tuyệt vời để chúng ta có thể là bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như là cả gia đình. Như vậy thì còn chần chừ gì nữa với những điều tuyệt vời mà chiếc gối này mang lại, quý vị hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi ở số tổng đài ở số 0839646699. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và nhanh chóng cho quý vị trong thời gian sớm nhất nha. Nhanh tay lên nào. Với đặc tính dẻo và độ đàn hồi tốt của cao su non, gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Rim Design mềm, êm, bên trong có hàng ngang khoang rỗng nhỏ li ti, làm cho không khí có thể lưu thông dễ dàng bên trong, giúp cho người dùng không bị nóng bức, đổ mồ hôi khi nằm lâu vào mùa hè. Nếu như với những chiếc gối bông thông thường, khi chúng ta nằm lâu ngày sẽ bị xẹp lún thấp hơn rất nhiều so với kích thước ban đầu, dẫn đến việc máu lưu thông đến tĩnh mạch và động mạch trong não không cân bằng, gây ra tình trạng mất ngủ, dễ dẫn đến cáu gắt và mệt mỏi. Khi gối cao su non hỗ trợ cột sống cổ Rim Design hoàn toàn khắc phục được những khuyết điểm này. Loại gối này siêu đàn hồi, chính độ đàn hồi cao để giúp gối không bị xẹp lún khi sử dụng, giúp cho người dùng có giấc ngủ dai và sâu, không bị mệt mỏi khi thức giấc. Gối cao su non Rim Design giúp cho việc ngủ sẽ đúng tư thế hơn, từ đó giúp cột sống cổ của bạn không bị gập, không mỏi cổ, mỏi vai, hạn chế các bệnh về vùng cổ, vai gáy, giúp khí quản dễ lưu thông, giấc ngủ ngon hơn, mang lại những lợi ích cho sức khỏe và tinh thần. Vì thế, việc lựa chọn một chiếc gối phù hợp với tư thế ngủ sẽ không chỉ giúp cho giấc ngủ ngon hơn mà còn tránh được các tình trạng mỏi cổ, đau vai gáy khi thức dậy. Gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Rim Design làm từ 100% cao su non, độ đàn hồi cao, không quá cứng, nâng đỡ cổ và vai rất tốt, chắc chắn sẽ giúp bạn có một giấc ngủ thoải mái nhất. Ngoài ra, áo gối với chất liệu vải 100% cô tông thấm mồ hôi, dễ dàng cởi bỏ nên rất thuận tiện cho việc giặt giũ. Đặc biệt, gối cao su non hỗ trợ cột sống cổ Rim Design phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. Gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Rim Design, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Khả năng siêu đàn hồi, độ bền cao.
nâng đỡ đốt sống cổ khi nằm, đem đến giấc ngủ ngon, ngủ sâu và thoải mái. Gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Rim Design, giá ưu đãi trên V-Shopping chỉ 1.139.000 đồng. Gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Rim Design, rút gối 100% cao su non, dẻo dai siêu đàn hồi. Vỏ ngoài là bằng 100% cô tông thoáng mát, thiết kế nâng đỡ vùng cổ. Gối cao su non hỗ trợ đốt sống cổ Rim Design, cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi mang đến cho quý vị một món quà, một tài sản quý giá để chúng ta có thể là bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như của cả gia đình. Đặc biệt đối với những ai mà ban ngày chúng ta làm việc mệt mỏi, những người như là nhân viên văn phòng nè, các em học sinh nè, hay là những người mà chúng ta phải làm việc quá nhiều vào ban ngày, chắc chắn là sẽ rất là mong muốn có một giấc ngủ sâu, ngủ đủ và ngủ đúng cách vào buổi tối, đúng không ạ? Và chính vì thế chiếc gối cao su non 100% được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, từ thương hiệu Dream Design của chúng tôi, chắc chắn là sẽ mang đến cho quý vị một giấc ngủ vô cùng tuyệt vời, êm ái. Bên cạnh đó còn có thể là nâng đỡ đốt sống cổ, khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên an toàn hơn trong giấc ngủ của mình. Với chất liệu tinh tế 100% cao su non nguyên chất, với những thiết kế đường gợn sóng, những vị trí massage và vị trí nằm cực kỳ khoa học, sẽ giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Quan trọng hơn hết là bảo vệ đốt sống cổ của chúng ta, phần bả vai, phần vai gáy và các mạch máu lưu thông, giúp chúng ta dễ dàng ngủ sâu, ngủ ngon hơn để đảm bảo sức khỏe cho một ngày dài ngay ngày hôm sau, thưa quý vị và các bạn. Đặc biệt hơn, chất liệu vỏ gối 100% bằng cô tông thấm hút tốt, thoáng mát, giúp cho làn da chúng ta êm ái và nhẹ nhàng hơn nữa. Và để sở hữu thì sao? Rất đơn giản thôi, số điện thoại tổng đài của chúng tôi đó chính là 0839646699. Mức giá mà chúng ta bỏ ra chỉ 1.139.000 đồng, đầu tư một lần sử dụng dài lâu cho cả gia đình, bảo đảm sức khỏe, thưa quý vị và các bạn. Và như vậy thì còn chần chừ gì nữa quý vị ơi, hãy thật là nhanh tay nắm lấy một cơ hội để mình chính có thể xác bảo vệ cho sức khỏe của bản thân cũng như là cả gia đình, đúng không nào? Hãy nhanh tay lên ạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Ngọc Trúc và Phương Hiếu xin chào và hẹn gặp lại.